Alo, chị Hàn ơi. Dạ, alo, chị ơi, em không nghe thấy chị. À? À Cái gì? rồi, em. Dạ, em mới nghe thấy chị Hàn này, chị Hàn ơi. Dạ, là em để cái laptop đi đất. Giờ mới ngồi lên chỗ đàng hoàng. Đó, nãy cũng không nghe thấy chị Hàn đợi lâu chưa ạ? À? À, cũng cũng không lâu rồi chị chờ sao thấy nó quay. À, tại tại vì em quên em không có bật cái tiếng để biết là chị Hạnh vô, em để laptop dưới đất em đi sạc cái laptop ấy mà. Dạ, rồi ok, em chào chị Hạnh. Hôm nay mình đi công việc bên ngoài nên mình về trễ hả? Dạ alo, em lại không nghe thấy chị Hạnh nữa rồi. Alo. Alo, alo, em có nghe chị Hạnh nhưng mà nó hơi nhỏ hơn so với mấy hôm. Rồi Dạ rồi. rồi. Lấy cái đó là lấy gì rồi. Rồi rồi, ok, nó to hơn rồi ạ. À. Mình có đổi tai nghe hay là sao chứ chị ơi? Chị thử tai nghe rồi mà sao chị nghe nhạc thì lại được, mà sao chị gắn vô cô chi nói là chị không nghe, chị không hiểu. Tức là Yeah. chị mở YouTube nghe nhạc vẫn nghe được bình thường, không 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 bị hư. Ồ Mà sao vậy hả? lại bị với chị không hiểu là lý do bị gì ta. Có khi là cái từ em đang để cái mức độ mà kiểu như đầu ra âm thanh của em á là nó rất là lớn luôn đó chị. Đầu ra âm thanh của em đang để maximum luôn. Nên nếu như mà ở bên kia nghe thì đang lẽ là sẽ nghe âm lượng rất là to, mà em cũng không hiểu sao là mình đang nói là nghe nhỏ. Rồi cái này thì em cũng không biết nha chị. Rồi ok ạ. Thế thì cũng như bình thường. Dạ, vâng. Rồi bây giờ mình quay lại nội dung bài học nha chị. Chị tưởng rồi lu bu quá chưa có không không coi bài luôn, nói À. là sẽ coi PDF nhưng mà không không có thời gian để coi. À thôi Rồi không sao chị. đảng viên gì mà thực hiện gì bốn tốt cũng như xin nhiều quá, làm đủ thứ việc ở trên bên 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 cơ quan là bên đảng mình gì đủ thứ, nó hành cho muốn chết luôn, Dạ. gian đi coi luôn. À rồi vậy thì không sao cả. Vậy thì bây giờ là em sẽ cùng chị ôn tập lại một số từ vựng mà hôm bữa mình đã điền rồi. Bây giờ em sẽ thử hỏi lại xem chị còn nhớ không nha chị nhé. Rồi, Rồi. bây giờ mình nhìn lên trên màn hình thì mình sẽ thấy những cái ô từ vựng sau và mình giúp em hoàn thành cái từ vựng số đây, số 8 nè. Đó, xem chị còn nhớ số 8 là gì không nè. Tám là số Đúng tám rồi. là số tám là phone ạ. À, phone nhưng mà nó sẽ là cái gì nhỉ chị nhỉ? À, Cái cái gì phone? nhớ cái phone này là điện thoại, này là điện thoại thông minh thì smartphone ạ. À, smartphone thì nó sẽ là cái mà nó có màn À, hình còn chức đen và năng một nghe cảm kia, à, ứng. quên quên sorry, Đúng điện rồi, thoại đúng. kia nó là cell phone, còn Đúng telephone rồi, chính thì iPhone. xác. Cell phone, đây em ghi cho chị luôn cho lẹ. Rồi, số Rồi. 4 mình có bức tranh đấy là của gì nhỉ chị nhỉ? Số 4 là family, gia đình. Đúng rồi, chính xác, family. Mình có thể viết giúp em chữ family lên trên được không ạ? À? Được rồi, để chị biết. Rồi, là mình viết vậy, mình lát nữa mình xong thì mình làm cho em cái số 10 nha chị nhé. Ok. Chữ này sai thành ra giờ nhớ hoài không bị sai nữa. Rồi bây giờ phải kiểm Chị tra đi kiểm tra lại cho nhớ. Nhưng mà mình sai một lần mình học được từ cái lỗi sai đấy là quá bị tuyệt vời gì. sai tự nhiên ấn tượng tới nó luôn. À đúng rồi, đây chính xác chữ family này, đúng Rồi rồi. chị cái R nên chị biết chị nhớ hoài chị R đó, không bao giờ sai nữa. Dạ vâng. Rồi và cái số 10, đây là cái ví Cái dành chữ này cho nó phụ giống nữ. giống hổm, chị nói là nó giống giống cái chữ đấy chị nhớ nè, giống giống cái chữ mà giống như cái lỗ mũi mà nên nơ, mà này không phải là nơ mà sẽ là pơ, nó gần giống giống, À, chị đúng cứ rồi, liên gần. Đúng rồi, nó sẽ đọc tưởng hơi đó, giống. Nó đọc hơi giống với chị trên đây là mình bảo là nó chị đọc cứ liên là tưởng. Ủa sao chị bấm xong rồi nhà đâu mất rồi, à đây đây nó chỉ lên trên hay đấy là chị nó đang nhảy bị lên. che 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 hàng chi, Ờ chính xác, đúng rồi, mình ghi từ này đúng rồi, đây là chị nói giống purse. giống lỗ mũi chị nhớ. Rồi mình đọc lại giúp Rồi em từ này được không ạ? À? Đây là purse. purse. Purse có âm s của purse. Đúng rồi, chính xác. Rồi, cho em thử xin cái số 18 nha chị nha. 18 đây là một địa điểm. 18 là một địa điểm. Rồi. Rạp đúng không ta, vừa rồi cô nói là Đúng sân khấu. rồi, được rồi, sân khấu hoặc là rạp. Rồi và cái số 13 nữa, số 18 và số 13. 18 này đọc là theater. Đúng rồi, chính xác, theater.
Ok, chính xác, đúng rồi, theater mình ghi vậy đúng rồi, đây em. Đó. Không sao chị. Không sao chị, không sao chị. Thứ 13 hả? Đúng rồi, ca số 13 nè chị. Mà tôi chưa hình dung ra hai người đang làm gì đây, trong phòng tranh hả? Đúng rồi, trong phòng tranh đó chúng ta có hai chữ dành cho cái phòng tranh này. Một là chúng ta coi nó như bảo tàng luôn và chúng ta xài từ bảo tàng. Đó. À, nếu nó là phòng tranh của phòng museum, biết đọc sao biết vậy. Đâu chị em. Rồi. À đúng rồi, đó là museum Cái đúng không ạ? À? Đó là bảo tàng đó, này mình nhớ dễ từ này thì mình xài cũng được. hơn cái từ kia hả? Museum Đúng này dễ. rồi, ok, đó chính xác rồi. Vậy thì mình nhớ được những cái từ này rồi thì em cũng yên tâm. Bây giờ chúng ta sẽ qua đến những cái từ mà nó khó hơn một tí xíu. Đây, để em chỉnh lại cái PowerPoint này để mình có thể nhìn rõ hơn nha chị ha, tại vì em đang để hơi to, em để hơi tham quá. Rồi. Để hơi hơi tham nên là nó to mình nhìn không rõ, em chỉnh cho nó nhỏ cho đợt vừa rồi, tuần vừa rồi là chị bận lắm hả chị Hằng? Vừa rồi lại thi gọi là bị giữ giờ nữa, em bị giữ giờ nữa, bị giữ giờ là thăm lớp nè, là sao đó bên đảng viên làm hai ba thứ gì mà nhận xét là cái gì đảng viên cuối năm đó 23 rồi bắt đầu À. nói chung là họp mấy cái đó, rồi sau đó phải làm ba cái đảng viên gì bốn tốt gì lùm la, rồi nói chung là làm nhiều thứ quá. Vâng, em hiểu, trời ơi. À quên nữa, cô Chi thứ bảy này chỉ có tiệc sinh nhật ở Nguyễn Trãi, thành ra chắc giờ qua thứ bảy giờ chủ nhật học ha. Dạ được rồi, mình chủ nhật học ha chị ha. Rồi, mình nhìn thấy màn hình của em chứ chị nhỉ? Rồi chị thấy rồi. Rồi, màn hình của em ở đây thì nó sẽ có một số từ chỉ nghề nghiệp này và từ chỉ đồ vật hoặc là từ chỉ hành động. Bây giờ mình thử nhớ giúp em coi là cái nghề nghiệp đầu tiên mà anh này đang làm thì chúng ta gọi là gì nhỉ chị nhỉ? Không biết hình dung ra không làm gì cái đã. Đúng rồi, mình có những cái từ nghề nghiệp mình học trong cuốn sách này thì nó đang là cái nghề nghiệp nào? Bây giờ chị chọn cái nào mà dễ trước tìm trước được không? Ok, được, được, Chị được, chưa cái hình nào? dung ra. Đúng rồi, cái nào thì biết trước thì cứ làm trước nha chị nha. Cái 20 từ gì làm cái cô giáo này 27 là cô giáo là chắc vậy Đúng rồi hay rồi, chắc chắn đó là đấy. rồi. Trong này để em vậy thì để em gợi ý một số từ tiếng Việt À này. đúng rồi cái Chúng ta sẽ có từ đồng nghiệp nè. Đó, từ quản lý. Đó. À, ủa. Quản lý, kế toán, đó, sau đó là thư ký. Đó, rồi, đó là những cái nghề nghiệp mình đi nghề nghiệp trước. rồi đồng nghiệp là hai người nắm tay nhau. Ồ, cái hai hai này không phải nắm tay Không nha, phải cái đồng nghiệp là kiểu như là ngồi gần nhau trong công ty á chị, ngồi gần nhau à, trong rồi tìm. rồi là 22 22, còn Đúng hai rồi, bà đúng. tám mà vẫn vai nhau mới làm gì không biết. Đấy là kiểu như là friend, kiểu như là bạn bè, cái đó Khoan là bạn khoan bè. à, rồi rồi bây giờ không biết là cái gì, còn kia thì giống hàng xóm thì đâu phải hả? Hai ông đang đứng với chị giống Đúng hàng rồi, xóm đúng rồi, đó đúng là hàng xóm. À, chị nhớ rồi chứ, rồi hàng xóm. thì hàng xóm hay không chỉ nói chuyện nhau á. À, đúng rồi, Rồi đó, để chính chị xác. ghi. Rồi ok ghi À. từ từ, từ nào biết trước ghi trước. Đúng rồi, nãy biết trước gì chứ gì. Rồi đây này đây. Ghế
Ở đây để em mang mấy cái này lại về đúng vị trí của nó. Ok, rồi mình làm. Rồi, ok. Rồi Nhớ là mấy cái từ đó nè. ví dụ như Jim Benson thì mình thấy đây là một cái gì nhỉ chị nhỉ? Tại sao nó lại ghi chữ Jim Benson ở đây thì? Ví dụ như mình có và nhân viên đến, nhưng mà em không ghi chữ Jim Benson thì em ghi Trần Hoàng Kim Chi trên đây cũng được. Vậy cái đó là em đang ghi cái gì của em lên nhỉ chị nhỉ? Tên đúng không? Đúng rồi, chính xác đó là tên, đúng rồi ạ. Rồi rồi khoan để chị nhớ coi. Cái chị đang lưỡng lự cái 26 này thì nó đang mấy sử dụng máy in đó, không biết nó là thư ký hay là cái toán hả? À, mình cứ ghi lộn xộn cũng được, không sao chị, hai cái này giống Rồi. nhau thiệt, hai cái này Chị giống nói nhau chị không biết là thư ký hay là kế toán nữa. Máy tính tiền thì không phải, này là máy in mới gì. rồi, cái đó là mày đánh chữ, mày có chữ á. Vậy thì chắc là Đấy, thư em thấy nó ký giống thư ký à, hơn kế thư ký toán. bởi chị không biết, không phân biệt nó là thư ký hay kế toán. Chị ghi Yeah. đó là secretary. Này là neighbor. Đúng rồi. Có hai người bạn bạn đơn giản như một bình thường, đơn giản nhỉ. Ok, mình có neighbor đây. Ok. Để bạn bè hai người bạn thì sao dễ nha. Đúng rồi, hai người bạn, đúng rồi, nó dễ vậy chị. Đèn chỗ này đi sai 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 đi nhé. Biết là sai mà không biết là bị thiếu thiếu cái chữ gì. Tại tới chữ này á bị thiếu thiếu cái chữ gì á. Nhớ chạy lại đi, sai sửa không nhớ. Nhớ nhớ số kỳ 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 không phải chữ này. Chị cứ thử Cười đi chị. Chị cứ không biết thử nó đi. kỳ kỳ mới cười quá Đúng đúng rồi nè, friend vậy là đúng rồi. không, bởi vì thấy nó kỳ kỳ sao thấy nó sao Ok, sao á. Hồi nãy chị biết chị đang lưỡng lự chữ đó chứ mắc cười quá. Còn cái ông này là ông này chắc là quản lý, ông này chắc đúng sếp rồi, có điều kiến đúng rồi, đó đó là sếp, đó là quản lý, nhìn nhìn thức. kiểu vậy thôi. À, manager, manager đúng không? Đúng rồi, manager, chính xác À bởi vậy không không biết phải không, không lý không biết không thấy không đó. giống. Ừ. Rồi còn bé này chưa hình ra, hình thành tám chưa hình ra làm gì đây, Cái là gì? cái số 28 trên 28 À, 28 thì đây là em bé nè chị này, em bé thì em à, bên thế giới nằm nằm với ta lên không biết là bé. cái gì, em biết Đó. cái Barbie thôi, Barbie bình thường thôi. Đó, đúng rồi đó. Còn này là ông này hả, ông đang ngồi ăn ở trong trong nhà hàng nè, không phải không biết Cái hình số anh thấy nó ăn đó là cái biết mà. Ôi trời ơi, giờ ngồi giống nhìn ông đủ chứ nhìn nó
ủa gì không phải nhìn kỹ là cái vía đúng không? Đúng rồi, cái lọ đừng biết đó chị. Ôi trời, nhìn thoáng qua thì tưởng là ông ngồi ông chờ cái ống đũa để cái gì, thì ra ông này là khoan từ từ, hồi nãy ông kia đã là quản lý rồi, ông này ngồi đây thì cũng làm việc mất. Vậy có chừng mình bị lộ nữa chị, mình đang bị thiếu một người kế toán nè chị nè, mình đang bị thiếu một người kế toán đó. Vậy Ừ thì là rồi cái manager số 21 mình quăng qua số 24 đúng không đúng chị? đúng đúng, ông này mới là kế toán, còn mình là quản ông bên bên ông đây là quản quản lý nè, ông là Dạ phó là đúng quản lý rồi. nè, còn ông đeo kính là kế toán nè. Rồi giờ kế toán viên accountant. Nãy bị nhầm con đó, chứ nó không biết đang làm gì, nó chỉ nhìn chị tưởng là trong nhà hàng hay gì, thấy không được Dạ. rõ, tưởng ông đủ á. À, cái chuyện này đúng chưa ta? Không. Cái cuối cùng, cái 32. Nào, cái 32 này thì mình sẽ thấy là hai người này đi trên đường, sau đó là run cầm cập, thì bởi vì họ đang Căng sao nhỉ thẳng. chị nhỉ? Đúng rồi, chính xác. Đây là nói về gì ta? Là nói về thời tiết hả? Đúng rồi, chính xác, lại là nói về thời tiết. Nhưng thành thì chơi khôn bình thường ha, ngộ Đúng à? rồi, chính xác, đúng là nói về code Thế bình kỳ thường thôi. Đó, tại vì vậy? nó Không hiểu có sao luôn. tại vì cái này nó đang nhớ, nó đang nhắc lại cái kiến thức về cái câu hỏi đuôi ấy chị. Ví dụ như mình bảo là trời thì lạnh đúng không đó, kiểu kiểu vậy. Trời thì lạnh phải không, thì là it is cold đó, isn't it, kiểu kiểu vậy. Rồi xong. Rồi, Mình ok, không đó. mình dùng lên. Rồi, trước khi mình qua đến trang tiếp theo thì mình cùng đọc lại những cái từ mình đã học ha chị ha. Rồi, Rồi. đầu tiên số 21 kế toán chúng ta có. Accountant. Chính xác, đúng rồi ạ. Rồi, câu số 22, đồng nghiệp chúng ta có. 22 là Có lịch, chính xác, đúng luôn. 23, người bạn. college. Rồi, 24. Friend. 24 là manager. Chính xác, đúng rồi. 25 mình có. 25 là neighbor. Chính xác, 26. Đó, đọc là 26. Secretary. Chúng ta sẽ cần có cái âm K ở giữa, âm K ở dưới này, chúng ta phải là secretary nha chị nhỉ. Ông cá này không? Đúng Secretary. rồi. Secretary. Đúng rồi, chính xác, secretary đó là thư ký, đúng rồi. Cô giáo sẽ là Chờ, Barbie. và cái Quên. em bé này mình đang đọc là baby, là đọc kiểu người Việt nha chứ. Tiếng Việt. Đúng rồi. Chỉ nghĩ là Barbie. Cái đọc Barbie cho nó dễ. Đúng rồi Nó như đó vậy nè chị này. Baby, nó gọi là baby đó. à. Baby hả? Đúng rồi, chính xác. Ai biết cái đọc Đúng ba rồi, đây là baby nha chị gì nha. à? Rồi, Ừ. baby. Rồi, cái số 29 thì chỉ là cái tên thôi, mình bỏ qua cũng được. Ừ. Số 30 ở đây thì cái máy bay mình ghi chưa chính xác lắm, nó sẽ bị thiếu một nét. Cái gì vậy? À Nó thiếu to là... chữ to đúng không ta? Dạ không, đây em giới thiệu cho Chị chị những không chữ nhớ, mà chị không dễ nhớ lộn. chị không Đầu nhớ tiên gì chúng ta là có cái này là kế hoạch. à. Đó, mình có Gì không này, nó là trồng cây. thấy chưa, nó chỉ chữ tờ là sáng rồi đó, mình không nhớ Đó, nó rồi bây giờ ra thì sai đó mình còn nhớ cái chữ nào mà đằng sau chữ N à, nó chỉ nhớ cái đấy chị nó ghi mà chị không hình dung ra nha, nói chung là cái ngỡ ngỡ sao tự nhiên không nhớ ra, chị không nhớ gì? Rồi, mình không nhớ ra thì mình có thể nói em ghi cho. để chị nhớ thì máy bay à, chị e nhớ Đúng rồi. rồi, chính xác, đúng rồi E chị, mà nhớ đây. cái gì, nhớ cái tờ chứ e chứ gì, Đó, đây. tôi bị thiếu một nét mà không nghĩ ra. Mình cẩn thận mấy chữ này nha chị nha, một cái Plan. là... Đúng Plan. rồi, hai cái kế hoạch với trồng cây đọc Rồi rất giống nhau, chỉ à. có cái trồng cây là nó cầm tê ở cuối thôi. Đó. Rồi nhớ rồi nhớ Đó, vậy nên đây sẽ phải là plain như vậy. rồi. À thiếu chữ e nhớ Đó. rồi. Một trồng cây máy bay. Mình ghi đây cho nó nhiều lắm. Đi ba này gần giống nhau, nó thiếu một con mép thôi là nó nghĩa khác Đúng rồi chị, liền. một nét thôi là đủ thay đổi nghĩa rồi, vậy nên tiếng Anh kiểu nó nhìn vậy thôi chứ nó cũng rất là khó, khó chịu á. Tiếng Việt mình cũng vậy, gì thêm nó sắc huyền hỏi ngã là nó khác liền, á ớ là nó khác liền.
Hôm bữa em thấy có cái bạn nào bạn là nước ngoài, bạn kêu là học tiếng Việt khó quá, thế xong bạn viết mỗi chữ co như vậy thôi, sau đó là bạn sửa từng cái dấu, từng cái thanh âm của mình đó chị, là nó lại ra được một cái nghĩa khác. Thế xong mấy Khác bạn nước ngoài ở dưới bình liền. luận kiểu sao sao mình thấy nghe nó y chang nhau mà mọi người. Sắc cho Huyền cho hỏi ngã nào là Đúng nghĩa là đấy, cứ co là có cò, xong cọ cọ gì quá tình đấy, nghĩa, nó bởi vì chưa mình chưa cứ nói chỗ dấu đó thì mấy cái dấu là nghĩa khác này, đó mà nhờ tiếng nhỉ. Việt mình á màu màu thôi là cũng đã khác này, đó là đỏ chói, đỏ chót, đỏ đỏ thải, đỏ đỏ đô, đỏ đủ thứ là đỏ, Đúng còn rồi, đỏ là đỏ thôi là gì đúng không, đúng mình rồi chị, đúng rồi. á xanh 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 này kia nọ, xanh lá chuối, xanh dưa, xanh đủ thứ các loại cũng mệt, Em nhà thấy lá cái em thấy cái đấy nó còn dễ thì tại vì khi mà em học về màu sắc ở trong tiếng Anh, bởi vì em hồi trước là có học vẽ thì đó, thì em sẽ thấy là cái từng cái tên sắc màu của tiếng Anh ấy, nó có một tên riêng. Ví dụ như bây giờ mình có cái màu đỏ thông thường ấy, mình gọi là red đúng không chị nhỉ? Nhưng mà cái màu đỏ rượu vang ấy, nó sẽ gọi tên một màu khác, đó là màu burgundy. Đấy kiểu kiểu vậy, nó còn khó hơn nhiều nữa. Nên là mình thôi, mình viết những màu cơ bản trước là được rồi. Đủ Bình sai. em như quá trời màu. Đó. Rồi, chị cho em xin cái chữ số 31, chữ ghế ngồi mình đọc như thế nào nhỉ chị nhỉ? Ghế ngồi đọc là ở xích. À, seat, đúng rồi, chính xác. Cái seat này nó sẽ khác gì với cái chair nhỉ chị nhỉ? Đó, seat này nó sẽ khác gì với cái chair, là cái ghế thông thường. Đây là một cái chỗ ngồi, một cái nơi vị trí nào đó, vẫn như là cái ghế ngồi bình thường Đúng rồi, chính xác, đúng rồi ạ. Ví dụ như mình bảo là bây giờ mình đi ra công viên, mình thấy cái ghế thì nó là cái ghế, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà khi mà mình đi kiểu như đi đến một chỗ nào đấy mình mệt quá mà muốn ngồi xuống thì mình ngồi đại trên một cái hòn đá cũng được, thì nó lại trở thành cái seat của mình chứ nó không thể là cái chair được. chỗ ngồi tạm. Đúng rồi, chính xác, đó đó rồi, ok rồi, ok. Bây giờ mình qua đến những cái từ tiếp theo thì không biết là chị có nhận ra những cái đồ dùng hay là cái cảnh vật này không nhỉ chị nhỉ? Cảnh vật, nơi trốn hay là đồ vật gì đó. Có cá nhận ra À, ok, ví bảy nhìn dụ ghê quá, mà bảy là đang phim, đang xem phim hả? đúng rồi, chính xác, ba bạn đang xem phim, đúng rồi, đó. Phim Số 37, rồi cái nào mình biết thì mình cứ làm trước như chị ra, cái nào không biết mình có thể hỏi em. xin mời người biết xin mời người xin mời người xin mời người xin mời người xin mời A chứ không là em sai rồi, mời A mời em bị sai rồi, xin mời xin mời người xin mời người xin mời cái người khá nhận ra à cái là ca hát dễ rồi. Ủa, nếu mà ca hát thì mình không dùng từ là ca hát hả? Phải sao dùng từ ca hát được không? Ồ, xin là xong luôn. À, này nó sẽ là cái buổi hòa nhạc, mình coi như cái buổi hòa nhạc không, hôm bữa mình nói là gì không chị nhỉ? Nó sẽ bắt đầu bằng chữ C. Sau đó cái âm đầu tiên của nó sẽ là con. Con cái gì đó, nhưng mà kiểu như là buổi hòa nhạc á, mình mua vé mình đi coi con gì nhỉ chị nhỉ? Em xin nhớ là à, chứ không, không có nói là hát hát nhạc xin là xong là sai đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Đây là một cái buổi hòa nhạc, nó là một sự kiện. Nhớ sự kiện gì ta, mà chưa nhớ là đi tìm từ khác Thì để nó sẽ là, mình nhớ chữ concert không nhỉ chị nhỉ? Concert. Concert. À, concert mình không nhớ thì mình có thể chừa cái 40 lại cho em nhé chị nhé. Mình sẽ ghi chú sau. rồi đi trước sau từ đi, con là đang mưa, mưa là rain đúng không, mưa là Đúng rồi, rain chính xác, rain. R-A-N. Ủa chưa, 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 chưa bấm nút. Cái này biển hả? Cái gì? Cái tên 36 là À cái đúng rồi, chính xác, biển. gì? Tên 36 là biển. Biển là, ủa không phải. Bãi biển là bia, còn là xe là khác nữa ta. Bãi biển là À, bia. còn hôm bữa là chúng ta đã nói cái đó là beach đúng không nhỉ chị nhỉ? À, Thì thì nó có một,
Thì cái này nó sẽ có một cái nó gọi là C. Thì bây giờ là mình đi hai cái nào em thấy nó cũng giống nhau hơn, nó không có ảnh hưởng gì lắm. Ok, C là đi biển rồi. Ok. Rồi dài là shop. À, cẩn thận chị ơi, cẩn thận nha chị nha, cẩn thận mình đọc sai. Rồi dài là Là shop. shu, nó sẽ đọc là shu, Shop. đúng rồi đó. À, nó sẽ đọc như vậy là chị nhà đó. Shoes, nó có hai chiếc giày cho nên mình phải đọc có âm z ở đằng sau nữa. Shoes, Vậy thì viết thêm chữ S hả ta? Viết chữ S nghĩa nó khác không? viết thêm chữ s thì nó sẽ thành một đôi giày, còn nếu như mà mình không có chữ s nó chỉ là một chiếc giày thôi chị. À thì một chữ S thì mới đúng rồi. Đúng Yes. rồi, chính xác. Đó, mình đọc lại giúp em đi chị nha. Shoes. Truth. Đúng rồi đó. Shoes. Còn cái này thì nó sẽ là kiểu như mình đứng ở trên đây mình nhìn thấy cái gì ở dưới nha chị nhỉ. Nó thảm hả? À không không phải chị. À. giống 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 như mình đi chơi ấy, mình thường kiếm những cái chỗ có cái gì đẹp để mình check in nha chị View nhỉ. view hả? Phải Đúng không? rồi, chính xác, đúng rồi, đó là view, cái quang cảnh đó. View view hả ta? View đẹp là cái gì ta? View là W I À, cẩn W cẩn thận chị, view nha, view nó có chữ View B W chị không nhớ rõ. Chữ đúng này hình như mình học chứ ta chỉ nhớ V không? I I mình có học rồi đây. À, mình rồi vậy để đặt câu 3 4 là cho em luôn nhá, để lại câu ba nhớ bốn là luôn. chỉ là view view gì đó, nói chung là nhớ cái view view đẹp nữa hay nhớ không Đó đúng đúng không? Và mình hay bảo là đi chơi là phải lựa chỗ nào có không, view chỗ view đẹp. đẹp đấy thì phải nói sao không hình dung ra không biết. Cái này em đoán là mình hay xài cái chữ này nhiều lắm nhưng mà mình không có nhớ cách chính tả ngay lúc này nè. Đúng Xin rồi chính tả chuyện bất ngờ thì chưa chưa nhớ ra để nhớ cái đó view rồi. đẹp Ok, mình còn nhớ cái gì nữa thì mình cứ ghi ra chị nha. Giờ cái 339 là cái gì chị chưa nhận ra là cái gì nó ngộ ngộ. Nó là cái ví của đàn ông ấy chị, ví của nam á, ví của nam giới đó, À nó có hạn. bữa hổm hình như chị nhớ em có chỉ em ví nữ bây giờ ví Đúng nam rồi, nhớ nghe. Ví nam là wallet đúng không? đúng rồi, chính xác, wallet, đúng rồi. Ủa sao bấm nó chưa ra đâu ở chưa chưa bấm này Ê, wallet. mình cẩn thận mình viết lộn này chị nè, cái này là qua này ở trên đây. Ok À, rồi cái kéo xuống rồi là bỏ đó được không? ok được, để được đó, em bỏ rồi đó Hiện này. đang ở dưới dưới này. Let enter. Rồi. Bên đây chứ Mình bên đây lộn mà lộn lộn mà kéo qua giùm. Tưởng như làm ô đó. Còn hello ok cái chị, gì hả? Ba tám mà cái gì? Cái cửa cái hả? đúng rồi, cái cửa, chính xác. Đố chị cái cửa là Cái gì? đó, đo gì đó Đo, ta? đúng rồi, đo Rồi. đo 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 Rồi, chị chưa bấm nè. R sẽ biết R nó ra nè. Rồi. ok, chính xác. Rồi, bây Từ giờ thì từ từ em nhớ chữ view sao tức cái mình chữ view. tức cái mình chứ Gì đây mình hay nói chữ view mà sao là mình không nghĩ ra chữ đó ta. đây em bảo để em viết Là xong cái cái chị gì giật vậy? mình luôn Cái chữ đó, gì nhớ đây. cái chữ chữ W chữ Y. Ôi trời ơi, bây giờ nhớ cái gì mà sao mà bây giờ đúng rồi sao tự nhiên đang lẫn lộn vậy đó. Rồi rồi Đó, đứng trên chữ view này mình ghi lại giúp em nha chị nha. Cái view là cái phong ghi cảnh hay cái ghi quang cảnh đó. đấy view là hoàn cảnh đẹp. Trời ơi này view đẹp mình chụp hình đi mà không Đúng chết rồi, in mình hoài mà sao không cái này mình gặp hoài luôn đó, cái này không phải là từ từ tiếng Việt luôn, là mình gặp hoài cái đọc view 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 vậy nhớ. View đó. view cái chiêu gì đó quán Đúng mà rồi chiêu đó. chiêu Đó, giờ view đẹp, qua cái tuổi rồi giờ view. Rồi, cái từ già số 40 đây sẽ là từ buổi hòa nhạc, thì chúng ta sẽ có từ concert. Đây đọc là concert nha chị nhé. Concert. cái này chị nhớ hôm trước học lâu rồi không Đúng rồi, cái này học rất là lâu ta không rồi. chị nhớ cái này Đó. nhớ học qua lâu rồi. Đó, đây là concert, tức là buổi hòa nhạc. Buổi hôm nha. Ok. À, với cái từ số 36 này chị, là mình thấy là hai người này đang ở biển đúng không nhỉ chị nhỉ? Và cái mặt trời thì lên khá là cao và ông này ông đang toát mồ hôi, thì cái thời tiết lúc này nó như nào nhỉ chị nhỉ? Trưa rồi. À thời không thời thời tiết chưa thì ok, nhưng mà cái là thời tiết làm sao mà khiến ông này À đổ nóng mồ nóng hôi hả? hả? Đúng rồi, chính xác ạ. Vậy nên cái từ mà em muốn mình nhìn thấy ở đây, mình hiểu ở đây đó là từ nóng, thì nó sẽ phải là hot đó. Đó,
không sao chị, không sao. Còn ở đây em giới biển biển tưởng là thiệu biển còn ở là mưa nắng đây, à, hiểu rồi đúng rồi, còn ở nước đây thì lạnh mình mưa có thêm một cái từ mà rain này là từ mưa này chị. Thì mưa thì mình biết là khi mà mưa thì đường phố hay là bầu không khí nó sẽ trở nên ẩm ướt đúng không ạ? À? Thì mình sẽ nắng có một từ liên quan đến đó, nó nói về thời tiết, đó là wet. Wet này có nghĩa là ẩm ướt. à bữa hôm có học qua có giới Đúng thiệu rồi. qua không ghi không ghi từ này Đúng rồi, wet. Ví dụ nhưng như mà mình hay đi vô mấy cái bệnh viện hay hay mấy cái kiểu như là công trình công cộng ấy chị, mình thấy người ta lau nhà người ta sẽ để một cái biển đó là wet à floor, là sàn ướt à rồi đó, wet floor. biết lo sợ Rồi, ok, được chưa ạ? ừ. Rồi, nếu mà mình xong rồi thì bây giờ mình đọc lại những từ này giúp em nha. Đầu tiên chúng ta có đôi giày sẽ là, Dù đúng rồi, chính xác. Rồi, cái từ thời tiết ẩm ướt view sẽ là, theo là à, view, view, đúng rồi, view, view, đúng rồi. view rain west Đúng hot rồi. cinema door what Đúng rồi, và cuối cùng. is concert Đúng rồi, concert, buổi hòa nhạc, chính xác. Rồi, vậy là đến đây là mình cũng đã nắm được rất là nhiều cái từ vựng mà mình học trong cái cuốn sách này rồi chị nhỉ, cái chương đầu tiên của cuốn sách này. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ làm giúp em cái phần này, đó là mình nối nha chị nhé. Mình sẽ nối những cái câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 nối với A, B, C, D, E, F. Để nối ấy, thì mình có thể vô cái phần mà nó có cái hình, nó có biểu hiện là cái chữ mà draw khi mà mình chỉ vô ấy chị. Draw tức là vẽ. Đó, draw tức là vẽ. Thì khi nào mà mình chỉ vô một cái bút chì nó có hình chữ draw chị, sau đó là mình chọn cái đường thẳng, cái đường mà nó kiểu như vậy nè, và đường thẳng, cái đường ngoặt ngoạc như vậy nè, để mình nối cho dễ. là có cái chữ pen gì vô ro xong rồi đó Đúng rồi rồi, đó mình vô draw đúng không mà, thì ro rồi mình chọn cái nào đó mà là mình bút thấy, chì có bút chì nó có đường quạch quạch đó hả đúng rồi, mình chọn, thay vì em mình hiểu chọn cái rồi đường vậy quật quật. không thấy vậy Đúng không rồi, đúng rồi. Hoặc là mình có thể chọn cái đường thẳng luôn. Cái đường thẳng là nó sẽ nghĩa rồi rồi chính hiểu rồi nghĩa hiểu đen. rồi 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 thôi đường thẳng cho dễ Mình có đường nối thẳng thẳng thì luôn. đường thẳng thì ở dưới là gì là dưới được không đâu được hả bắt buộc phải cái bút chì mới được hả Không, à đường đường thẳng thẳng. nha à đường thẳng Đó, này đúng không đúng rồi, chính xác nó à, vậy đấy chị. ok Đó. ok hiểu rồi hiểu Đó, rồi bây giờ mình rồi quên xóa lại cái, rồi còn xóa đi một rồi. xóa xóa chưa từ từ xóa Xóa thì mình lấy cục tẩy mình xóa đi thôi. cuộc tẩy chưa từ từ đây rồi Rồi, ok, chính xác ạ. Rồi bây giờ mình đổi giúp em nha chị nha. bản tin gì tôi tin tôm Rồi đó. chưa từ từ qua lên đấy cái này vô nè cho nên vì cái tin tâm nè tin Nice. gì tin tâm xong rồi mới hỏi là who is Cái câu nào mình biết làm mình cứ làm trước nha chị nha. này là hôm bữa học rồi à, cuốn sách này là của ai Đúng rồi, chính xác. Cuốn sách này là của ai? nãy hỏi bạn tên gì tôi tin tâm rồi bản sách là của anh ấy của tôm là của cô ấy đúng không phải Đúng, của tôm ai mà đúng không, không không, không phải, nó không có liên quan đến nhau không chị, liên nó quan không có à chị liên tưởng quan. trong đó nó liên kết À, không, không phải qua liên thì quan. cái này của cô ấy rồi chị tưởng đâu Rồi. là nó cùng nhau rồi À. giờ nó qua thì nên trả lại tiền câu rồi à good night à này là ăn tiệc nè chủ nhật là chị đi thứ bảy chị đi nè bạn có muốn đến bữa bạn có muốn này là quyết định bạn có muốn đến buổi tiệc của tôi không Đúng rồi, chính xác ạ. muốn mình từ câu đó để sau đi từ đi tiếp là cảm ơn làm sao cảm ơn vậy còn dưới từ từ nữa nữa là sách của tôi đâu hả where am I sách của tôi ở đâu à đây đang trả lời này trước đi Là dễ, nó có có bước làm trước gì rồi cái là này dễ. vậy Đúng rồi. à sách 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 đây cái này trả lời liền đi là tính Đó, đúng rồi, chính xác. à, được. Tiếp theo phía dưới này đây là anh trai của tôi tên là Kim đây là anh Kim của tôi Đúng rồi, chính xác. Khi mà mình giới thiệu một người nào đó thì mình sẽ phải làm chào hỏi, làm quen với người đó đúng không ạ? À? à. À.
rất vui gặp bạn. Đúng Ừ, anh rồi, trai của tôi giới thiệu thì rất vui gặp anh này. Rồi vậy thì còn hai cái còn lại thôi. Suy nghĩ này coi, này là sao mà cảm ơn, tự ghi là cảm ơn đây. Bạn có à. muốn đến buổi tiệc tôi không? À bạn muốn đến buổi tiệc tôi không? Có đúng không? Có Đúng là rồi, sao? đúng rồi. Yes, I'd love to Có nè, đó. à, tôi sẵn Có. lòng có rồi, Đúng sau rồi, đó đúng rồi nè. tôi có đây, Đó. bạn muốn đi tôi không? Có nè, rồi cảm ơn thật vậy à, đúng không? À, không, không Ok phải, hoặc là bạn kiểu như là ok cái ok thank, đúng rồi, thank you, that's cảm okay, ơn. kiểu như là cảm Ok ơn mình, ok, đó, kiểu kiểu vậy. Rồi, rồi, đó. Rồi, ok rồi. ok, đó, mình xong cái phần này rồi. Thì ở đây mình ôn lại một chút xíu về những cái mẫu câu mình đã học. Thứ nhất là hỏi về tên, đúng không ạ? À? Rồi, thứ hai là hỏi về cái đồ này của ai. Đó. Cái thứ ba là một lời mời, một lời rủ rê. À, cái thank you thì mình bỏ qua, tại vì thank you nó chỉ là cái lời đáp lại thank you thôi. Cái where's my book là câu hỏi về đồ vật mình nằm ở đâu. Và câu số 6 là một cái kiểu câu hội thoại giao tiếp thông thường, là mình khi mình giới thiệu một người thì mình sẽ cần người khác, người ta đáp lại cái lời giới thiệu đó. Đấy, là phần Câu ôn đó thì tập. chỉ có nghe thường thường xuyên. Good you Mr. Có nghe. À, ok, good to meet Good you, you à. ok. À. Rồi. Vậy là có cái là cái câu mà hỏi số 5 á, tự trả lời nó cũng ngủ rồi ha. À, where's my book here? Tại vì kiểu Đây. như đúng ở đây mình chỉ cuốn sách là mình đưa cho người ta À luôn, here à vẫn hiểu. được. Ừ, trả lời cục quá. Đúng rồi, tại vì cái này nó đang là giao tiếp với chị thì nó không có cần nhất thiết phải là trịnh trọng mà quá quy củ gì hết, giao tiếp cần sao hiểu là được rồi, đúng không ạ? Đúng rồi. Ok. Rồi, mình có muốn làm thêm một một cái nữa rồi mình nghỉ, cũng y chang như vậy nè chị nè. Rồi hay là mình để hôm sau chị ha. Rồi để hôm sau cũng được. Rồi, ok, mình để hôm sau mình vẫn còn một cái tương tự như vậy nữa, em sẽ để hôm sau mình làm. Vậy thì ghi chú là chủ nhật mấy giờ ta? Chủ nhật thì em hẹn mình 8:30 nha chị nha. Chủ nhật em hẹn Rồi, 8:30. ok. 8:30 học rồi. Rồi em hẹn chủ nhật 8:30, rồi sau đó là mình làm lại tiếp, làm tiếp những cái vấn đề ôn tập này, ôn tập lại cái kiến thức mình đã học. Đấy, ôn Rồi. cái này em thấy chị Hạnh nhớ bài kỹ ghê luôn đấy. Không nhớ mà đôi khi nó cũng cũng bị lẫn lộn, có những từ nhớ chắc lắm là do mình học, cái còn có những từ thì ngờ 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 sao. Dạ, dạ rồi. Ok, hôm nay tới đây thôi chị Phát, em hẹn chị Hạnh sau Bye ạ. bye cô chị. Dạ vâng, bye bye chị. À, chị Hạnh cứ ra trước đi ạ. Em chờ cái đồng hồ nó đếm đủ thời gian đó, tại vì là em bấm cái nút quay ấy. Vậy hả? Rồi, ok, bạn ạ. Chưa chưa cái này là cái gì đây ta? Ủa sao nó hiện cái chữ gì đây? Từ Mình chỉ cần bấm từ. cái mút, cái nút đỏ, sau Không, đó bấm. là Chỉ bấm cái nút mũi tên thì nó ra cái chữ like meeting là gì đó, là gì đó. Rời khỏi cuộc họp chúng ta. À, À chữ đúng rồi, tiếp leave, leave meeting, đúng rồi, theo là gì? rời cuộc họp. À, thì... Đúng.